Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần ôn tập tiếp theo. Nội dung ôn tập thi cuối kỳ 1 của chúng ta gồm có những bài sau: bài số 1, vị trí địa lý địa hình và khoáng sản châu Á; bài 2, khí hậu châu Á; bài 3 là điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á, tức là bài 10 á; bài 11 là dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Thì bài 10, 11 là cô đã ôn chúng ta tuần vừa rồi. Hôm nay chúng ta không ôn hai bài này nữa. Và một chủ đề đó là khu vực Đông Á. Chúng ta đi vào từng bài một. Riêng cái bài số 1, bài số 2 thì lần này là chúng ta đã ôn lần thứ 3 rồi. Thứ nhất là chúng ta học bài số 1, thứ hai là chúng ta ôn dự kỳ và thứ ba là chúng ta ôn cuối kỳ. Do đó thì cô sẽ ôn nhanh cái bài số 1 và bài số 2. Về vị trí địa lý thì các em nắm cho cô vị trí địa lý của châu Á nằm và kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo ha. Nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Và châu Á thì tiếp giáp với ba đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài tiếp giáp với ba đại dương thì còn tiếp giáp với hai châu lục, đó là châu Âu và châu Phi. Về địa hình thì các em chú ý cho cô, đây là bản đồ tự nhiên của châu Á. Chúng ta phải nắm cho được về đặc điểm địa hình của châu Á là địa hình châu Á bị chia cắt phức tạp, bị chia cắt phức tạp. Và châu Á thì có rất là nhiều dãy núi, nhiều sơn nguyên như là sơn nguyên Tây Tạng nè, ha, đó là những cái sơn nguyên mà lớn của châu Á, sơn nguyên Iran chẳng hạn. Thì ở đây có các dãy núi, có các sơn nguyên, bên cạnh vẫn có những cái đồng bằng rộng như Hoa Bắc, Hoa Trung, đồng bằng Ắng Hàn, đồng bằng Tây Siberia. Thì đó là đặc điểm địa hình của châu Á. Thì cô sẽ gợi ý câu trả lời này, đó là địa hình châu Á bị chia cắt, rồi có nhiều dãy núi, nhiều sơn nguyên, nhiều đồng bằng rộng. Đó là đặc điểm chung của địa hình châu Á. Thì ở cái phần địa hình, chúng ta thấy là châu Á có rất là nhiều dãy núi, trong đó dãy Himalaya được xem là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á. Và các dãy núi của châu Á thì thường chạy theo hai hướng chính: đông tây, đây, dãy Himalaya là chạy theo hướng đông tây, và chạy theo hướng bắc nam. Bắc nam, ví dụ cái dãy núi này là theo hướng bắc nam nè. Tóm lại là các dãy núi của châu Á chạy theo hai hướng: đông tây và bắc nam. Về cái khoáng sản, những cái ký hiệu này là ký hiệu khoáng sản này, chúng ta chú ý nè, ký hiệu về khoáng sản. Thì châu Á có rất là nhiều khoáng sản, nhưng ở đây cô hỏi là châu Á có những khoáng sản quan trọng nào, thì chúng ta chú ý là dầu mỏ ha. Dầu mỏ đây, dầu mỏ ngay ở cái vùng biển ngoài khơi Đông Nam Bộ của Việt Nam vẫn có tài nguyên, đó là dầu mỏ khí đốt. Thì tài nguyên quan trọng của châu Á là dầu mỏ khí đốt. Ngoài dầu mỏ khí đốt thì còn có than. Than, ký hiệu than nè, than đây, ở miền Bắc nước ta ngay chỗ Quảng Ninh đó, thì vẫn có cái mỏ than Quảng Ninh ha, than rất là nhiều nha, than. Rồi ngoài than thì có kim loại đen, đó là sắt, sắt, ký hiệu hình tam giác, sắt ha. Ngoài sắt thì còn có kim loại màu, thì kim loại màu thì gồm có bạc, vàng, kẽm, đồng,
thì được xếp vào là kim là màu, còn sắt, gang, thép thì được xếp vào kim là đen. Ở đây chúng ta trả lời ngắn gọn là gì? Khoáng sản quan trọng của châu Á là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt và kim loại màu. Là được rồi ha. Như vậy là cái phần vị trí địa lý địa hình của châu Á thì chúng ta nắm cho cô chừng đó là được. Qua phần cái nội dung ghi bài chúng ta không cần ghi, nhưng chúng ta phải lưu ý là khi cô ra câu hỏi trắc nghiệm thì cô sẽ tập trung vào cái nội dung ghi bài để hỏi. Do đó, chúng ta chú ý cái nội dung ghi bài để trả lời câu hỏi trắc nghiệm cho tốt. Chúng ta qua bài thứ hai là bài khí hậu châu Á. Thì khí hậu châu Á như cái lược đồ này thì chúng ta thấy là có 5 đới khí hậu. Đây, số 1 cực và cận cực, số 2 ôn đới, số 3 cận nhiệt, số 4 nhiệt đới và số 5 là khí hậu xích đạo. Như vậy là châu Á sẽ có 5 đới khí hậu khi đi từ vùng cực bắc cho đến xích đạo. Như vậy vì sao mà châu Á lại có nhiều đới khí hậu như thế? Thì chúng ta phải trả lời là vì châu Á kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo ha. Kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo. Và vì sao mà kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo lại có nhiều đới khí hậu khác nhau? Trước hết là nó đi qua nhiều cái vĩ độ khác nhau, thì đi qua nhiều vĩ độ khác nhau sẽ có cái nhận được cái lượng phân bố ánh sáng, nhận được lượng nhiệt, lượng mưa và gió khác nhau. Do đó nó sẽ hình thành nên các đới khí hậu khác nhau. Cái này mình đã học ở lớp 6 rồi. Rồi, như vậy là câu hỏi của cô là vì sao châu Á có nhiều đới khí hậu? Chúng ta trả lời là vì châu Á kéo dài từ vùng cực bắc cho đến vùng xích đạo. Và vì sao thì cô đã giải thích, vì nó nhận được lượng nhiệt, ánh sáng, lượng mưa và các loại gió khác nhau. Vì ở khí hậu còn có một câu hỏi nữa, đó là khí hậu của châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào? Thì chúng ta học trong cái bài khí hậu rất là kỹ, thì khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Như vậy là có rất là nhiều kiểu, nhưng mà hai kiểu khí hậu mà phổ biến, tức là nó phân bố trên nhiều cái khu vực của châu Á, thì đó là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ha. Thế cô ra đáp án rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải nhớ là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa được xem là phổ biến của châu Á. Rồi khí hậu gió mùa thì có đặc điểm như thế nào? Đó, khí hậu gió mùa có đặc điểm như thế nào? Chúng ta phải nắm là khí hậu gió mùa là có mùa đông lạnh khô, mưa ít, mùa hạ thì nóng ẩm và mưa nhiều. Cái này có trong cái phần ghi bài ha. Rồi khí hậu lục địa thì có đặc điểm như thế nào? Khí hậu lục địa thì có đặc điểm là mùa đông lạnh khô, mùa hạ thì nóng khô, không có mùa nào ẩm ướt và mưa nhiều hết. Mùa đông cũng là lạnh khô, còn mùa hạ thì cũng là nóng khô. Đó là hai cái kiểu khí hậu trái ngược nhau ha, của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa mà chúng ta cần phải nhớ. Trong cái nội dung ghi bài nó thể hiện rất là rõ ha. Đó, đây. Nội dung ghi bài thể hiện rất là rõ ngay cái chỗ mà khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. Đây, khí hậu phổ biến của châu Á là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Khí hậu gió mùa thì có đặc điểm là mùa đông lạnh khô mưa ít, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều. Đặc điểm khí hậu lục địa là mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng khô. Thế trong cái phần này cô còn có một câu hỏi nữa, đó là Việt Nam chúng ta sẽ nằm trong đới khí hậu nào, hoặc là Việt Nam chúng ta nằm trong kiểu khí hậu nào?
thì chúng ta phải biết là Việt Nam chúng ta nằm trong đới khí hậu đó là nhiệt đới, và kiểu khí hậu đó là nhiệt đới gió mùa. Rồi, cái bài phần khí hậu thì cô chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Bài này chúng ta học nhiều rồi và chúng ta cũng đã làm bài giữa kỳ rồi. Cô đi qua cái chủ đề khu vực Đông Á. Nội dung của chủ đề này gồm có: một là vị trí địa lý của Đông Á, hai là đặc điểm tự nhiên của Đông Á, và ba là dân cư kinh tế của Đông Á. Thì mình cũng đã học bài này trong hai cái link bài giảng hôm trước rồi. Bây giờ cô nhắc lại chúng ta kiến thức để chúng ta nhớ. Trước hết là về cái vị trí địa lý, thì chúng ta lưu ý cho cô là cái khu vực Đông Á. Khu vực Đông Á thì lãnh thổ của khu vực Đông Á thì gồm có mấy bộ phận? Mấy bộ phận chú ý nè, lãnh thổ của Đông Á gồm có hai bộ phận. Phần này người ta gọi là phần đất liền nè, phần này người ta gọi là phần hải đảo. Lãnh thổ của Đông Á gồm có mấy bộ phận? Phần đất liền và phần hải đảo. Đất liền đây, hải đảo đây, hải đảo chính là Nhật Bản nè, rồi vùng lãnh thổ Đài Loan nè, đảo Hải Nam nè, rồi còn phần đất liền thì hầu như là Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên gồm có Hàn Quốc và Triều Tiên, người ta gọi là bán đảo Triều Tiên. Phần này chúng ta nhớ cho cô, khu vực Đông Á gồm có hai bộ phận, đất liền và hải đảo. Các quốc gia trên đất liền, các quốc gia trên hải đảo thì cô cũng vừa nói. Trên đất liền thì có Trung Quốc là một nè, Triều Tiên nè, Hàn Quốc là ba nè. Còn ở hải đảo thì có Nhật Bản nè, vùng lãnh thổ Đài Loan và đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc. Về vị trí tiếp giáp thì chúng ta chú ý cho cô nè. Đông Á thì tiếp giáp với Bắc Á nè, tiếp giáp với Trung Á và Đông Nam Á nè. Nhìn vào đây là thấy ngay. Nhưng người ta không hỏi là Đông Á tiếp giáp với khu vực nào. Người ta hỏi là Đông Á tiếp giáp với những đại dương nào sau đây. Thì người ta cho bốn đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. Thì chúng ta phải nhớ là Đông Á tiếp giáp với gì đây? Thái Bình Dương ha. Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương. Đông Á tiếp giáp với Thái Bình Dương và những cái khu vực mà chúng ta quan sát cái lực độ chúng ta thấy thì chúng ta trả lời ha. Thì trong phần vị trí địa lý, các em chú ý cho cô là lãnh thổ của Đông Á gồm có hai bộ phận, phần đất liền và phần hải đảo. Nào, đặc điểm địa hình phần đất liền, đây gọi là phần đất liền, thì phần đất liền không phải là nơi nào cũng có địa hình giống nhau, do đó người ta mới phân ra làm hai bộ phận, phía tây phần đất liền và phía đông của phần đất liền. Đây, phía tây và phía đông. Trước hết là chúng ta đi phần phía đông thì có địa hình là vùng đồi núi thấp, có đồng bằng rộng và bằng phẳng. Chúng ta thấy cái màu xanh này nè, chính là đồng bằng Tùng Hoa, đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung. Đây là những cái đồng bằng rộng và bằng phẳng ở phía đông của Trung Quốc. Đó. Như vậy phía đông phần đất liền là có địa hình đồi núi thấp, có nhiều đồng bằng rộng và bằng phẳng. Còn phía tây thì như thế nào? Phía tây sẽ có hệ thống núi sơn nguyên cao và bồn địa rộng, trong đó có sơn nguyên Tây Tạng được xem là sơn nguyên lớn và cao nhất. Đó. Vậy là phần đất liền chúng ta thấy là đã có hai cái bộ phận khác nhau, phía tây và phía đông. Chúng ta nhớ cho cô, phía tây là núi sơn nguyên bồn địa rộng, phía đông là đồi núi thấp và đồng bằng. Cái này cô sẽ hỏi câu hỏi trắc nghiệm là địa hình phía tây đất liền
thì có đặc điểm gì? Thì chúng ta phải trả lời là núi, sơn nguyên, vùng địa rộng. Còn phía đông, phần đất liền thì là đồng bằng, đồi núi thấp ha. Về sông của cái phần đất liền thì có sông Amur, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang. Thì đây là những con sông lớn, trong đó Trường Giang là con sông mà dài nhất của châu Á. Ba con sông Amur, Hoàng Hà và Trường Giang. Thì trong cái phần sông này cô sẽ hỏi là em hãy cho biết sông nào là sông của Đông Á. Ví dụ như cô cho là bốn con sông trong đó có sông Hoàng Hà thì chúng ta phải chỉ ra sông Hoàng Hà là sông của Đông Á. Hoặc là cô cho sông Amur thì chúng ta phải chỉ ra sông Amur là sông của Đông Á. Nói chung là nằm trong ba con sông này thì là của Đông Á. Và cô cũng có một câu hỏi là nguồn cung cấp nước cho các sông Đông Á là chủ yếu là gì? Là do băng tuyết tan và mưa gió mùa. Băng tuyết tan và mưa gió mùa nhé. Nếu băng tuyết tan không chưa đủ, mưa gió mùa không cũng chưa đủ, mà phải kết hợp giữa băng tuyết tan và mưa gió mùa. Đó là phần đất liền ha. Bây giờ về phần hải đảo thì trong nội dung ghi bài có ghi rất rõ là phần hải đảo là miền núi trẻ, thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa. Có khi là kèm theo cả sóng thần nữa. Cho nên là chúng ta phải nắm là tự nhiên của phần hải đảo là một miền núi trẻ thường có núi lửa và động đất. Đây, ghi bài có nêu rất là rõ ha. Chúng ta cứ bám nội dung ghi bài thì chúng ta sẽ làm được cái bài trắc nghiệm tốt. Và một phần nữa là chúng ta phải quan sát cái lượt đồ. Nếu có cho lượt đồ, chúng ta phải quan sát lượt đồ. Đó, phần đất liền này, chúng ta thấy là có hai bộ phận là phía đông và phía tây rõ ràng nè. Phần hải đảo là miền núi trẻ này, thường có động đất và núi lửa. Về khí hậu cảnh quan thì ở đây cô giới thiệu chúng ta là hướng gió chính về mùa đông của Đông Á là hướng Tây Bắc, và vào mùa đông có thời tiết khô lạnh do các loại gió này mang đến. Về mùa hạ thì có gió Đông Nam, gió Đông Nam thì từ biển thổi vào, do đó mùa hạ ở đây mát và mưa nhiều, mát ẩm và mưa nhiều. Thì ngay cái trên cái phần mà chúng ta học về địa hình là chúng ta đã học về phía tây đất liền, phía đông đất liền và hải đảo. Thì ở đây là về khí hậu thì phần phía đông của đất liền và hải đảo, đây là phần phía đông đất liền nè, phía đông đất liền và hải đảo, đây phía đông đất liền và hải đảo. Thì chúng ta thấy là nằm trong cái khí hậu ở khu vực Đông Á thì chỗ mà bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản thì một phần là có khí hậu ôn đới gió mùa, nhưng ở khu vực Thượng Hải này nè thì lại có khí hậu là cận nhiệt gió mùa. Đó. Rồi nói chung là phần phía đông là có khí hậu gió mùa, phía đông có khí hậu gió mùa, phía đông và hải đảo thì có khí hậu gió mùa, còn phía tây thì hầu như là có khí hậu lục địa khô hạn, khí hậu lục địa khô hạn. Thì đó là cái đặc điểm khí hậu của Đông Á, và chúng ta chú ý trong cái phần ghi bài đó là phần phía đông đất liền và hải đảo thì khí hậu gió mùa ẩm, mùa đông
thì có gió Tây Bắc cô lạnh, mùa hạ thì có gió Đông Nam mát ẩm mưa nhiều. Và cảnh quan chủ yếu của phần phía Đông chính là rừng, rừng rậm á. Còn phía Tây phần đất liền, phía Tây đây, phía Tây phần đất liền thì có khí hậu lục địa khô hạn quanh năm. Đó. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần cảnh quan xem thử là với cái khí hậu như thế, phần phía Đông và phần phía Tây có khí hậu khác nhau như thế thì cảnh quan như thế nào? Có giống nhau hay không? Khí hậu lục địa, khí hậu ôn đới gió mùa, khí hậu cần nhiệt gió mùa. Về khí hậu cô nhắc lại là phía Tây là khí hậu khô hạn, phía Đông và hải đảo thì có khí hậu gió mùa ấm. Giải thích tại sao phía Đông và phía Tây có sự khác biệt về khí hậu thì câu này chúng ta chú ý cho cô, đó là phía Đông và hải đảo thì gần biển, do đó là được gió mùa thổi tới mang đến nhiều mưa, do đó phần phía Đông thì ẩm và mưa nhiều. Phần phía Tây thì do nằm sâu trong nội địa, gió mùa khó xâm nhập vào nên có khí hậu khô hạn. Về mặt cảnh quan thì chúng ta lưu ý cho cô là cảnh quan của phần phía Tây đất liền thì chủ yếu là thảo nguyên ha, và cái màu vàng lợn này chính là vùng hoang mạc rất là rộng lớn, do cái khí hậu khô hạn đã hình thành nên thảo nguyên khô và hoang mạc. Ngoài hoang mạc ra thì còn có những khu vực là bán hoang mạc. Rồi ngoài bán hoang mạc ra thì còn có cảnh quan nữa, đó là cảnh quan núi cao. Cảnh quan núi cao. Về phía đông của phần đất liền và hải đảo thì chủ yếu là rừng lá rộng, rừng hỗn hợp, trời rừng nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới ẩm. Tóm lại cảnh quan phần phía tây đất liền là thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc, còn phía đông thì chủ yếu là rừng nhiệt đới ẩm. Cái này chúng ta học kỹ trong bài trước rồi. Chúng ta qua phần 3, dân cư và kinh tế của Đông Á. Thì cái về kinh tế của Đông Á thì chúng ta biết là các quốc gia Đông Á là những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ rất là nhanh, công nghiệp hóa nhanh và là những quốc gia mà cường quốc trên thế giới, ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc. Thì ở đây cô cho bảng số liệu sách giáo khoa năm 2001, đơn vị là tỷ USD. Trên đây có ba quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, tiêu chí là xuất khẩu và nhập khẩu. Thì chúng ta nhìn ngang qua chúng ta coi tiêu chí xuất khẩu trước, thì chúng ta thấy là xuất khẩu của Nhật Bản là cao nhất trong ba quốc gia, 403,50 tỷ USD. Còn về nhập khẩu thì chúng ta cũng nhìn ngang qua ba quốc gia, chúng ta thấy là nhập khẩu của Nhật Bản cũng vượt xa những quốc gia còn lại với giá trị là 349,09 tỷ USD. Vậy với câu hỏi này như thế nào? Em hãy cho biết quốc gia nào có giá trị xuất khẩu vượt nhập khẩu lớn nhất năm 2001 thì chúng ta sẽ trả lời là Nhật Bản. Với cái câu hỏi này thường thì các em phải quan sát bảng số liệu ha, chứ các em không được là nghe cô giảng. Ví dụ hôm nay cô giảng là Nhật Bản là quốc gia có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất năm 2001, nhưng đối với bảng số liệu sau thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác nè. Với bảng số liệu 2017 thì chúng ta thấy là cũng có ba quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc tiêu chí là xuất khẩu và nhập khẩu, nhưng khi nhìn ngang về xuất khẩu thì chúng ta không còn thấy Nhật Bản là đứng vị trí số 1 nữa mà nhường lại cho Trung Quốc rồi. Nhật Bản là 698,4 tỷ USD, nhưng Trung Quốc là tới 2.263,3 tỷ USD. Đến năm 2017, xuất khẩu của Trung Quốc vượt xa so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó. Đến tiêu chí thứ hai là nhập khẩu, thì chúng ta thấy là nhập khẩu của Nhật Bản là 671,4 tỷ USD, nhưng Trung Quốc là 1.843,8 tỷ USD. Như vậy, nhập khẩu của Trung Quốc cũng vượt xa so với Nhật Bản. Bây giờ chúng ta đã có cái nhìn khác về cái
tiêu chí xuất khẩu và nhập khẩu của ba quốc gia. Bây giờ là không còn là vị trí độc tôn là Nhật Bản nữa, mà vị trí đứng đầu là Trung Quốc. Như vậy, khi cô cho bảng số liệu thì các con chú ý xem cho cô là bảng số liệu đó là năm nào để mình có cho câu trả lời đúng nhé. Ví dụ như cô cho bảng số liệu 2001 thì chúng ta thấy rằng là bảng số liệu 2001 thì Nhật Bản là có giá trị xuất nhập khẩu là vượt xa các quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhưng đối với bảng 2017 thì chúng ta thấy là Trung Quốc có giá trị xuất nhập khẩu vượt xa so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó, đó là những cái câu hỏi mà mình phải cần xem bảng số liệu để có cái kết quả đúng nhé. Nội dung ghi bài của phần Đông Á thì mình đã ghi trong bài học của mình hôm trước rồi. Bây giờ cô cho lại lần nữa để chúng ta mà khi làm cái thi cuối kỳ những câu hỏi trắc nghiệm thì mình cố gắng bám vào cái nội dung ghi bài để trả lời cho chính xác nhé. Phần ôn tập của cô đến đây là hết. Chúng ta chú ý cho cô là ngoài cái bài 1, bài 2 khu vực Đông Á thì cái khu vực Nam Á cô đã giảng hôm trước rồi, thì chúng ta lưu ý nha, cái khu vực Nam Á cũng có rất là nhiều câu hỏi trắc nghiệm trong cái phần ghi bài. Thì cô nhắc sao lại một tí là khu vực Nam Á có ba miền địa hình ha, từ Bắc đến Nam thì có Himalaya, ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng, phía Nam là Sơn Nguyên Đê Can. Khí hậu thì nhiệt đới gió mùa, rồi mùa đông thì có gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh khô, mùa hạ có gió mùa tây nam, nóng ẩm mưa nhiều. Rồi sông Ngòi thì có sông Ấn, sông Hằng, sông Ramaphut, cảnh quan là rừng nhiệt đới ẩm, savan, hoang mạc, cảnh quan núi cao. Thì cái phần Nam Á cô đã giảng trong có cái phần ôn tập trước rồi. Rồi dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo, đó là những cái câu hỏi trắc nghiệm á. Rồi nền kinh tế chủ yếu của Nam Á là phát triển ngành nào là chính, thì dù có phát triển kinh tế nhưng mà Nam Á chủ yếu vẫn là hoạt động nông nghiệp ha. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là Ấn Độ. Rồi công nghiệp của Ấn Độ là đứng thứ mấy trên thế giới, thì đó là vị trí thứ 10 trên thế giới. Thì đó là những cái câu hỏi mà cô nhắc sơ qua lại một lần nữa về khu vực Nam Á. Thì cô phần ôn tập của cô đã xong. Chúc các con là thi cuối kỳ đạt được điểm cao. Các con nhớ làm form bài tập để lấy điểm miệng nhé. Cố gắng làm điểm cho tốt.